Ngày 28 tháng 1, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông An Giang tổ chức vòng sơ khảo hội thi hùng biện tiếng Anh thuộc cụm 3 các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Biên, Châu Phú, Tri Tôn, Châu Đốc, An Phú năm học 2023-2024. Hội thi năm nay với sự tham gia của 40 thí sinh thuộc 20 đơn vị trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các em đã trải qua hai phần thi là hùng biện và trả lời câu hỏi. Ở phần thi hùng biện, các thí sinh bốc thăm một chủ đề bắt buộc, nội dung chủ đề xoay quanh chương trình của cấp học và thuyết trình. Sau đó, trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề đã lựa chọn do ban giám khảo đưa ra trực tiếp. Hội thi nhằm giúp cho các thí sinh rèn luyện kỹ năng, trau dồi tiếng Anh theo từng chủ điểm đã học, mà còn tạo điều kiện để giáo viên học sinh các trường trung học phổ thông giao lưu trao đổi kinh nghiệm dạy và học tiếng Anh. Đồng thời, qua cuộc thi sẽ chọn ra 12 thí sinh tham dự vòng thi chung khảo cấp tỉnh trong thời gian tới.